Xin chào các bạn. Hạ tầng giao thông hiện đại có thể giúp cho các thành phố phát huy thế mạnh phát triển kinh tế. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của môi trường toàn cầu đang đòi hỏi các nhà quản lý đô thị của mỗi thành phố và mỗi quốc gia phải tìm ra những chiến lược phát triển hạ tầng giao thông hiệu quả và bền vững. Hồng Kông là một trong số ít khu vực của châu Á đã làm được điều đó. Hồng Kông là một nơi có mật độ dân cư đông đúc nên tại đây có sự hiện diện của rất nhiều loại hình giao thông. Tuy nhiên, đóng vai trò chủ chốt hiện nay vẫn là một mạng lưới đường sắt công cộng và nó thậm chí còn có thể hái ra tiền. Và để củng cố hơn cho mạng lưới này thì một siêu dự án đường sắt dưới nước trị giá hàng chục tỷ đô la đã được chính quyền đặc khu Hồng Kông triển khai xây dựng. Vậy số tiền đầu tư thật sự cho dự án này là bao nhiêu và lợi ích mà nó mang lại cũng như những thách thức và rủi ro mà đặc khu này sẽ phải đối mặt như thế nào? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video hôm nay nha! Trong một video trước đây thì 5 phút thôi đã nói khá chi tiết về địa hình của Hồng Kông rồi, nhưng chúng mình sẽ nhắc lại sơ qua cho các bạn mới theo dõi kênh dễ mường tượng. Hồng Kông là một thành phố đặc biệt, đồng thời cũng là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc, với tên gọi chính thức là đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hiện thành phố đặc khu này có tổng diện tích là 1.104 km², nhỏ hơn thành phố Đà Nẵng một chút. Toàn bộ thành phố được chia thành 18 quận hành chính và là nơi sinh sống của khoảng 7.413.000 người. Với mật độ dân số lên tới 6.714 người trên 1 km², thì đặc khu hành chính này của Trung Quốc đang giữ vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng mật độ dân số cao nhất của các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc trên thế giới. Theo dòng lịch sử thì Hồng Kông có 3 khu vực chính là đảo Hồng Kông, bán đảo Cửu Long và Tân Giới. Trong đó đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long chỉ chiếm khoảng 11% diện tích, nhưng lại là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất, chiếm gần 47% dân số. Ngoài ra thì đây cũng là hai trung tâm kinh tế và chính trị quan trọng của đặc khu hành chính này. Bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông được ngăn cách với nhau bởi bến cảng Victoria. Đây là một trong những cảng nước sâu tự nhiên lớn nhất và nhộn nhịp nhất trên thế giới. Với địa thế trời phú, cùng ưu điểm nước sâu đã giúp cảng Victoria trở thành một huyết mạch quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và du lịch của Hồng Kông. Ước tính mỗi năm, nơi đây đón tới 26 triệu lượt khách ghé thăm và hàng trăm triệu tấn hàng hóa ra vào cảng. Trái ngược với đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long, khu vực Tân Giới hay còn gọi là vùng lãnh thổ mới, tuy chiếm phần lớn diện tích của Hồng Kông nhưng lại có phần yên bình và dân cư thưa thớt hơn. Cảnh quan chủ yếu ở đây là những khu rừng rậm rạp, hệ thống vườn quốc gia rộng lớn và hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ gần như không có người sinh sống. Mạng lưới đường sắt công cộng, xương sống của giao thông Hồng Kông hiện nay. Nhìn chung cũng vì địa lý có sự đặc biệt mà ba khu vực địa lý này bị chia cắt bởi biển. Vì vậy mà việc di chuyển của người dân luôn được chính quyền đặc khu Hồng Kông quan tâm. Hệ thống giao thông công cộng của Hồng Kông được khởi xướng và xây dựng từ những năm 1970 với xương sống là tuyến tàu điện ngầm và tuyến đường sắt hạng nhẹ Cửu Long - Quảng Đông, có chức năng kết nối giữa Hồng Kông và Trung Hoa đại lục. Tuy nhiên vào tháng 12 năm 2007, hai hệ thống đường sắt trên đã được sáp nhập với nhau, tạo nên dấu mốc quan trọng trong sự phát triển hệ thống đường sắt giao thông công cộng tại Hồng Kông. Sự sáp nhập này đã tạo nên động lực mới cho nền kinh tế khi nó chiếm đến 40% lượng vận tải hành khách công cộng ở đặc khu này. Hiện hệ thống đường sắt này đang được điều hành bởi tập đoàn MTR, chủ yếu xung quanh hệ thống tàu điện ngầm, với các dịch vụ kết nối được cung cấp bởi đường sắt hạng nhẹ và xe buýt, phục vụ cho các khu vực đô thị hóa của đảo Hồng Kông, Cửu Long và Tân Giới. Tính đến năm 2022, thì hệ thống này bao gồm 266,3 km đường sắt với 167 ga, trong đó có đến 98 ga tàu điện ngầm, còn lại là các ga tàu đường sắt hạng nhẹ và đường sắt cao tốc. Theo chính sách giao thông vận tải bằng đường sắt của chính phủ, hệ thống MTR là một phương thức giao thông công cộng phổ biến ở Hồng Kông, với trung bình hơn 5 triệu lượt khách mỗi ngày. Kể từ khi sáp nhập vào năm 2007, thì mạng lưới đường sắt công cộng này đã liên tục đạt tỷ lệ đúng giờ 99,9% trên các chuyến tàu của mình, nghĩa là cứ 1.000 hành khách thì có 999 hành khách đến đích trong vòng 5 phút so với thời gian dự kiến. Điều này làm cho MTR trở thành một trong những mạng lưới giao thông công cộng hiệu quả nhất trên hành tinh. Việc tích hợp công nghệ thanh toán tiền vé bằng thẻ thông minh Octopus với hệ thống MTR vào tháng 9 năm 1997 cũng đã nâng cao hơn sự dễ dàng đi lại tại Hồng Kông. Một trong những lý do khiến mạng lưới MTR thành công tại Hồng Kông phải kể đến mô hình đặc biệt được triển khai tại đặc khu này. R plus P là viết tắt của Rail plus Property, tức là đường sắt kết hợp tài sản. Mô hình này đang được triển khai nhằm trợ giá vé cho hệ thống tàu điện công cộng và giúp tập đoàn điều hành MTR tự chủ hoàn toàn. Nhờ mô hình này mà hệ thống tại Hồng Kông là một trong số những hệ thống tàu điện công cộng hiếm hoi trên thế giới, có khả năng hái ra tiền.
Civic Square, khu trung tâm sầm uất phía trên ga Cửu Long là một minh chứng rõ ràng cho mô hình này. Tòa nhà chọc trời cao 118 tầng này có nhiều tiện ích sang trọng như trung tâm mua sắm, 6.300 căn hộ và 2 khách sạn 5 sao được xây dựng phía trên nhà ga ngầm đều thuộc quyền sở hữu và quản lý của tập đoàn MTR. Nhìn chung, kể từ khi triển khai với dự án đầu tiên vào năm 1980 thì mô hình này đã được nhân rộng ra khắp Hồng Kông. Tính đến nay, hệ thống đường sắt đô thị có chiều dài hơn 260 km này đã vận chuyển hơn 1,3 tỷ hành khách. Doanh thu đến từ hoạt động vận tải đường sắt, cho thuê và quản lý bất động sản, cho thuê gian hàng bán lẻ và quảng cáo tại nhà ga, hạ tầng viễn thông và cung cấp các dịch vụ tư vấn đường sắt ở Trung Quốc, đại lục và nước ngoài của hệ thống MTR vào năm 2019 là 54,5 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương gần 6,9 tỷ đô la và lợi nhuận là 12,1 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương với hơn 1,5 tỷ đô la. Nhìn chung, mô hình đặc biệt này không chỉ kết nối giao thông liền mạch mà còn tạo ra môi trường sống chất lượng cao cho người dân. Siêu dự án đường sắt dưới nước trị giá 12 tỷ đô la. Một trong những dự án hạ tầng nổi bật tại Hồng Kông hiện nay là dự án đường sắt kết nối Sa Điền nằm ở Tân Giới với khu trung tâm ở đảo Hồng Kông, có tên tiếng Anh là The Shatin to Central Link Project, viết tắt là SCL. SCL là một trong những tuyến đường sắt chiến lược được đề xuất trong chiến lược phát triển đường sắt từ năm 2000. Tập đoàn MTR và chính phủ sau đó đã tiến hành tham vấn cộng đồng cho việc thiết kế và xây dựng tuyến đường sắt này. Và việc tham vấn này đã được diễn ra vào năm 2008 với sự tham gia của nhiều hội đồng quận, ủy ban và nhóm liên quan ở 18 quận. Hai năm sau đó, dự án SCL đã được giám đốc điều hành trong hội đồng ủy quyền vào tháng 3 năm 2012 và sau đó nguồn vốn cho dự án cũng đã được phê duyệt vào ngày 11 tháng 5 bởi Ủy ban Tài chính của Hội đồng Lập pháp. Ngoài ra thì những báo cáo đánh giá tác động môi trường về việc xây dựng và vận hành tuyến đường sắt mới này cũng đã được Cơ quan Bảo vệ Môi trường phê duyệt. Theo đó, việc bảo vệ môi trường luôn là vấn đề quan trọng và tập đoàn MTR sẽ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực đến công chúng và môi trường. Đáng chú ý là các biện pháp giảm thiểu đã được tập đoàn này đề xuất nhằm hạn chế bụi, giảm tiếng ồn, quản lý chất thải, ngăn ngừa ô nhiễm và bảo vệ cây xanh. Đến tháng 6 năm 2012 thì lễ khởi công dự án đã được tổ chức. Cụ thể thì dự án này có tên là tuyến đường sắt kết nối Sa Điền đến khu trung tâm và nó được biết đến là một dự án mở rộng tuyến đường sắt do tập đoàn MTR thực hiện ở cả 3 khu vực là Tân Giới, bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông. Ước tính chi phí để được phê duyệt cho toàn bộ dự án đã được Hội đồng Lập pháp thông qua là 79 tỷ 814 triệu đô la Hồng Kông. Tuy nhiên chi phí đã tăng lên 97 tỷ 100 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với 12 tỷ đô la, vượt quá ngân sách ban đầu của năm 2012 hơn 20%, và điều này đã khiến cho nó trở thành dự án đường sắt đắt đỏ nhất ở Hồng Kông hiện nay. Nhìn chung thì dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thi công tuyến Đại Vi – Hồng Khám, còn giai đoạn 2 sẽ thi công tuyến Hồng Khám – Kim Trung. Nhìn trên bản đồ thì chúng ta sẽ thấy Tuyền Mã là tuyến đường sắt mới dài 56,2 km và hiện nó được biết đến là tuyến đường sắt công cộng dài nhất của mạng lưới MTR. Nó có tổng cộng 27 trạm, nhiều hơn bất kỳ tuyến nào khác trong hệ thống đường sắt tại Hồng Kông. Theo đó, tuyến Đại Vi – Hồng Khám sẽ dài 11 km và bao gồm 8 nhà ga. Nhìn chung, do tuyến đường sắt mới của Hồng Kông đi qua các khu đô thị phát triển, trải dài trên địa hình và địa chất đa dạng, nên đòi hỏi các kỹ sư phải sử dụng nhiều phương pháp để xây dựng. Ở giai đoạn 1 thì các nhà ga chủ yếu được xây dựng dưới lòng đất, ngoại trừ ga Tiên Kinh được xây dựng trên mặt đất. Việc triển khai đoạn ga từ ga Đại Vi đến ga Khải Đức bắt đầu vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, trong khi đoạn từ Khải Đức đến Hồng Khám bị trì hoãn vì vướng phải một số vấn đề và phải đến ngày 27 tháng 6 năm 2021 thì mới đi vào hoạt động. Việc tuyến này đi vào hoạt động cũng đánh dấu dự án đường sắt kết nối khu Tân Giới với đảo Hồng Kông đã hoàn thành được một giai đoạn. Giai đoạn 2 tiếp tục kết nối ga Hồng Khám ở bán đảo Cửu Long đến ga Kim Trung trên đảo Hồng Kông dài 7 km thông qua một nhà ga mới được xây dựng là ga trung tâm triển lãm. Sau một thời gian dài bị trì hoãn thì tuyến đường sắt này cũng đã đi vào hoạt động vào ngày 15 tháng 5 năm 2022, đồng thời đánh dấu việc hoàn thành và thông xe toàn bộ tuyến liên kết Sa Điền đến khu trung tâm. Khác với giai đoạn 1, giai đoạn này có phần phức tạp hơn vì từ ga Hồng Khám, nó phải băng qua cảng Victoria trên đảo Hồng Kông phía bên kia. Chính vì vậy mà đòi hỏi phải có một đoạn đường hầm được thi công dưới nước hay còn gọi là hầm xuyên cảng để nối hai khu vực này lại với nhau và nó được thi công bằng phương pháp hầm dìm. Việc này cũng đã đánh dấu sự khởi đầu của quá trình xây dựng hầm đường sắt xuyên cảng thứ tư ở Hồng Kông. Phương pháp hầm dìm vốn là một phương pháp phổ biến trong việc xây dựng đường hầm ở biển và sông. Hiểu đơn giản thì chúng ta cần nạo vét dưới đáy biển tại vị trí đặt hầm thành một đường rãnh bằng phẳng. Phần thân hầm sẽ được đúc sẵn trên cạn thành từng phần đoạn, sau đó nó được kéo ra đường rãnh được nạo vét rồi dìm xuống vị trí đã định.
Điển hình như hầm Thủ Thiêm của nước ta cũng được xây dựng bằng cách này. Trở lại hầm Xuyên Cảng thì công trình này dài khoảng 1,7 km, có 11 đốt hầm và mỗi một đốt đều được đúc trực tiếp tại một nhà xưởng nằm ở phía nam quần đảo Hồng Kông, bắt đầu được thi công từ tháng 2 năm 2017. Mỗi một đốt hầm dài khoảng 160m, cao 9m, rộng 20m và nặng tới 23.000 tấn. Trong lòng mỗi đốt hầm sẽ có thêm hệ thống máy bơm để bơm nước biển ra ngoài trong quá trình kéo lai dắt, đồng thời điều khiển trọng lượng của đốt hầm để có thể vừa nổi vừa chìm dần xuống biển theo lượng nước bơm vào. Song song với quá trình trên thì nhà thầu cũng đã cho nạo vét để đặt đốt hầm ở độ sâu 20m tại lòng biển khu vực cảng Victoria. Các đốt hầm khi đã được hoàn thành thường phải sử dụng các kết cấu thép để bịt kín hai đầu. Công đoạn lai dắt 11 đốt hầm từ nhà xưởng về vị trí thi công đã kéo dài gần 2 tuần do vướng phải thời tiết xấu. Sau khi quá trình vận chuyển hoàn thành, chúng sẽ được đặt vào rãnh móng đã được nạo vét từ trước và nối lại với nhau. Do thi công hoàn toàn dưới nước nên các kỹ sư đã tính toán sao cho các đốt hầm được nối với nhau chính xác đến từng mm. Để dìm hầm đúng vị trí dưới đáy biển, nhà thầu đã cho khoảng 4.500 mét khối nước vào lòng hầm để đưa hầm đang nổi trên mặt từ từ hạ xuống đáy biển và sử dụng hệ thống GPS để xác định chính xác vị trí lắp đặt đốt hầm. Sau khi đặt hầm đúng vị trí thì bên dưới đáy các đốt hầm sẽ được bơm cát để nó nằm ổn định trên bệ cát và bên trên nóc đốt hầm dìm sẽ được phủ lớp cát dày để đảm bảo an toàn cho các đốt hầm dưới đáy biển không bị các tàu thuyền bên trên đi va đập vào. Tại giai đoạn 2 này, ngoài việc thi công hầm dưới nước thì còn một công trình nổi bật khác cũng được chú ý không kém, đó là nâng cấp nhà ga Kim Trung, điểm cuối của dự án đường sắt kết nối Sa Điền với khu trung tâm. Sau khi được mở rộng thì nhà ga này có đến 6 tầng với các sân ga phục vụ cho các dự án đường sắt mở rộng trị giá 12 tỷ đô la này và 3 tuyến đường sắt trước đó là tuyến đảo, tuyến Thuyên Loan và tuyến đảo Nam. Việc phục vụ đến 4 tuyến đường sắt đã khiến Kim Trung được mọi người ví như một điểm siêu trung chuyển trong mạng lưới MTO tại Hồng Kông. Ngoài ra còn có một điều hy hữu đã xảy ra trong quá trình thi công giai đoạn 2 của tuyến đường sắt kết nối này. Đó là một quả bom nặng 450kg, đường kính 45cm, dài 140cm đã được các công nhân phát hiện ở độ sâu 25m vào sáng ngày 27 tháng 1 năm 2018 tại công trường xây dựng ga trung tâm triển lãm. Đây là một quả bom AN-M65 của Mỹ sản xuất do máy bay chiến đấu Mỹ thả xuống Hồng Kông từ khoảng năm 1941 đến năm 1945. Ước tính 225kg thuốc nổ trong quả bom nếu phát nổ có thể bắn vỡ xa đến mức 2.000m, chấn động từ 200 đến 300m, làm vỡ cửa sổ các tòa nhà trong khu vực và có thể làm sập những tòa nhà ở gần. Sau đó, các chuyên gia xử lý bom mìn của Hồng Kông đã mất 26 tiếng đồng hồ để xử lý quả bom này. Nhìn chung thì dự án kết nối Sa Điền và khu trung tâm sau khi hoàn thành sẽ cung cấp một tuyến đường đầu tiên và trực tiếp từ Tân Giới đi qua trung tâm bán đảo Cửu Long và đến khu vực phía bắc đảo Hồng Kông. Hành khách từ Tân Giới cũng như bán đảo Cửu Long có thể đi tới các trung tâm thương mại, hội nghị, triển lãm và tài chính ở các quận Trung Tây và quận Loan Tể của đảo Hồng Kông mà không phải di chuyển qua một tuyến trung gian nào. Có thể nói là công trình này sẽ giảm đáng kể thời gian đi lại giữa hai khu vực, cải thiện an toàn đường bộ, giảm bớt tắc nghẽn vào giờ cao điểm và tăng cường mạng lưới giao thông công cộng ở Hồng Kông. Ngoài ra, dự án này được cho là còn mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp khi nó sẽ tạo ra hàng nghìn công việc và giúp thúc đẩy sự phát triển chung cho đặc khu này. Nói một cách dễ hiểu thì người dân sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn bởi họ có thể đi làm ở những khu vực xa với chỗ ở ban đầu nhờ vào dự án đường sắt kết nối các khu vực này. Những tranh cãi xoay quanh dự án đường sắt. Bên cạnh những tiện ích mang lại cho đặc khu Hồng Kông cũng như người dân, thì dự án đường sắt mới này cũng xảy ra hàng loạt các vụ bê bối trong quá trình xây dựng. Thậm chí nó còn bị đình chỉ và tưởng chừng như phải dừng lại. Đó là còn chưa kể nó cũng vướng phải thời tiết khắc nghiệt và đại dịch Covid-19. Điều này đã phần nào làm trì hoãn tiến độ ban đầu của dự án là đi vào hoạt động vào năm 2021. Một thách thức lớn khác là đến từ việc đảm bảo an toàn cho các công nhân xây dựng, khi tỷ lệ tai nạn trong lao động tại Hồng Kông luôn chiếm tỷ lệ rất cao. Đặc biệt là việc xây dựng tuyến đường sắt nối Sa Điền về khu trung tâm đã làm lộ ra một trong những vụ bê bối xây dựng lớn nhất trong lịch sử đặc khu này. Cụ thể là vào năm 2018, cảnh sát Hồng Kông đã phải tiến hành điều tra dự án đường sắt trị giá hơn 12 tỷ đô la này sau khi có thông tin tại nhà ga Hồng Khám đã bị các công nhân cắt xén vật liệu và tự ý thay đổi thiết kế. Tập đoàn MTO sau đó đã xin lỗi công chúng và đứng ra nhận trách nhiệm cũng như là tiến hành xem xét toàn bộ vụ việc. Tuy quá trình thi công vẫn được tiếp tục, nhưng những mối lo ngại về chất lượng xây dựng của siêu dự án này được phía người dân quan tâm. Các nhà thầu sau đó đã trấn an người dân và đảm bảo rằng mọi công đoạn thi công sẽ được giám sát và quản lý chặt chẽ. Chưa dừng lại ở đó, dự án đắt đỏ nhất ở Hồng Kông sau khi đi vào hoạt động thì cũng bị một bộ phận người dân chỉ trích vì sự chậm trễ liên tục,
đi kèm với những tin đồn về kém chất lượng đã khiến chi phí vượt mức dự định ban đầu, qua đó càng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều cho dự án này. Và đó là những thông tin về dự án đường sắt kết nối Sa Điền với khu trung tâm của Hồng Kông. Các bạn có suy nghĩ gì về công trình này thì hãy để lại bình luận bên dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.